Ây da da. Hello bố. Trời ơi lâu ngày. Khoan bố. Bữa nay sao chuyện qua đây hả? Bố chuyện qua đây hả? Cái gì? Con này. Nhớ con không? Không biết. Anh đỏ vậy không biết. Có gì không? Ê, có gì không? Lấy ông đi, lấy ông. Ông hả? Dạ. Mà ông ở đâu? Đó. Ông ở đâu? Trên cây kìa. Cái ổ này nhỏ xíu à. Lui. Tới chị ông. Đi. Lui. Lui chị ông. Gặp được lại bố, ông bố. Rồi. Ừ. Ông bố ông ở trong đây là cai quản khu vực ở đây. Không, không phải. Cái ông đó nó khoát rồi. Muốn làm ở đây, ông đây. Nhỏ. Nhỏ. Nhỏ to dạ như mất. Không có. Xem rồi. Xem rồi. À? Xem rồi chút xíu thôi. Không có mặt nên như trời ơi như cái cây này là thâu. Trời ơi. Nhỏ ông rồi đây nhỏ. Cây này bự quá. Tên nghe cái ông tạo mới chi có nó hết mua màng rồi. Nhà con lấy cái lo đây nó 3 tổ đây nó. À nó có không? Không có rồi. 3 lít à. 3 lít đó. 3 tổ mình được 3 lít à. À 2 tổ lấy 2 tổ còn tổ chưa lấy nữa. Mẹ đâu bố? Mẹ có đi không? Mẹ cha ơi. Mẹ cha. Mẹ đây mắt lợ về đẹp con đầu đẹp. Đẹp thịt tóc đầu nhất luôn như lẹ trộn luôn cho khăn khối lụa cả làng lụa sẽ đời đấy thấy không? Ông nói gì á? Nè nhất cái này bố nói gì vậy? Nhất cái này đấy, thấy không? À nhất cái này nhất cái kia. Nhất già rồi. Mẹ già rồi. Đó thấy không? Mà sao bố còn khỏe vậy này? Bố cũng khỏe. Ừ. Chưa để nói nhị. Dạ. Chưa răng. Dạ. Vợ cậu có về không? Dạ không. Không về. Răng về nè. Dạ không. Ta kêu chưa? Con có điện thoại à? Dạ điện thoại mà nó không chịu về. Đi thăm bảy rồi. Này. Con. Ừ? Bà con ơi, đây là bố đây người dân tộc. À, mình dân tộc gì hả? Dân tộc Cơ Tu. Cơ Tu à? Cơ Tu. Cơ Tu là nơi Tà Lan cũng Cơ Tu đúng không? Tà Lan. Cơ Tu được nhân tài nhân mộc hoặc cái gì bà dẹ còn hóa bình hết, thấy không? Dạ. Cơ Tu là cái gì đó nói tiếng kinh còn biết. Tên pháp cũng biết, tên mỹ cũng biết, thấy không? Biết. Tôi rồi nhanh tay nhanh móc đó. Dạ, nhanh tay lẹ mắt. Đó, đó, đó. Đi đi, hai anh em xuống coi thử coi. Thôi anh nói chuyện với bố xíu. Tại vì con tưởng đâu bố ra ngoài nhà rồi. Không. Nhưng không đem rượu đi. Không. Bảo nơi nào đây, mẹ đi chữa bệnh. Mẹ đi chữa bệnh ở dưới đồng bằng hả? Rồi trước nó đầu gột đầu đấy là giả rồi rồi nó xích vô xe ro rồi thấy không? Mà sao không bận áo vô? Ừ. Bố ừ. Bố sao không bận áo để vậy mũi chích thì sao? Con không mặc áo đó là người ở rừng. À áo à, mà mê không dám con thấy không? Dạ mũi không dám con thấy không? Mẹ mũ mặt không có dám con không dám con răng hậu không dám con à thầy tôi đó. Ôi, đừng có nói răng hộ ghê lắm. Ở đây răng hộ nhiều lắm. Mà, bị cả ra, thay, tại sao đêm đêm còn đây, uống rượu còn đi, răng hộ chưa làm nữa, thầy không? Dạ. Thầy không? Ủa, sợ. Này bố, bây giờ cái trại này của ai? Trại con. Con bố hả? Con, bà Dương. Của ông Dương? Bà Dương đó. Của bà Dương á hả? Ờ, trại, đó, trại mới, trại ni. À. Trại mới á, bà Dương. Dạ. Chị hắn là ông lại đó. Dạ. Đó. Công an nào giao thông cái xe đó. Ừ. Có hiểu không? Lâu lắm rồi con không vào đây. Con bữa biên giờ ở đâu rồi? Biên là nhà xây nhà lên là xây xong chưa? Xây xong chưa? Cùng chú sống. Ngồi làm ba cái nhà. Ba cái luôn hả? Ờ, thấy không? Ba chẳng á, thế nó còn việc nó đào ông cái dạy á, nó đi đầu không bớt. Mà nhân hậu lòng bỏ cái nho. Ba cái nho? Bỏ cái nho. Nhà nhất thì là đồ băng. À, ôi dù dữ dằn. Mà nhà thứ hai thì nhà... Nhà này. À, đó, rồi, công đó, trình đó. Phụ đó. Đó đó. Đây gọi là công trình phụ. Ừ. Toilet rồi đó. Gọi là đó, toilet. Toilet đó. Dạ, toilet phòng tắm rồi đó. Ở đó đó. Có xe không bố, có xe không? Mà nhà bộ cũng thế. À. Mà nhà bộ là ba cái nhà rồi. Ba cái nhà rồi. À, sau
50 nhà nữa. Wow. Đẹp không? Dạ. Ồ, vậy là quá tuyệt vời rồi. Quá tuyệt vời. Vậy là bố sáng đi bộ từ ngoài ngoài chòi của bố vào trong chòi trong đây hả? Chòi trong đây làm lâu chưa? Lâu rồi. Ở dạ, sau bố mà đúng không? Bố là theo đạo khi đem con mẹ gọi ra đây nó đưa theo. Giờ này còn mình gọi nó đưa theo đi ăn uống thôi rồi còn gì mới nữa. Ê. Ốm nheo tội chưa? Em ốm nheo tội chưa? Em ơi, em tên gì bố? Tắc ơ ốm quá. Ô cha tội nghiệp. Trời ơi, cho được con bán cho con một đứa, một em. Không, vì cái chợ này không được bán. Vì cái chợ này nó đẹp trên mũi nhọn. Để lên núi nhọn. À, mũi nhọn. Có phải là con chọn rồi. Ồ, dạng ghê. Mấy em này dạng ghê. Rất nghiêm đấy. Rất nghiêm. Để cho con đi. Không thôi, ốm quá em ơi. Tắc ơ là cái gì? Là tên của em hả? Tội chưa, bắt tay nữa này đó. Bắt tay nữa này. ốm ghê quá bố ơi. Ốm lắm, em ở đây em không có ăn. Ở đây không có ăn, tội quá. Chó mấy em này là bà em ơi, đi săn được không đó. Bố? Đi xuống này, đi đâu đó? Dạ, đi xuống dưới rồi, đi qua bên để thăm cái cây. Thăm cái cây á. Bắt tay. Ồ, giỏi ghê. Bắt tay kia. Bên này tay kia. Bà này mày ngại kệ, không biết á, bỏ lên là không biết. Nhưng mà ngại kệ là nờ con á, dạ. Được trong mình rồi. Nhạc sĩ nó đi mổ cùng hạt quả đó phải không? Nhạc sĩ có không? Con là nhạc sĩ hả? Nhạc sĩ. Con là đi hát rong thôi. Đó. Con là đi hát rong thôi, sao bố biết? Mà có không? Sai sao à bộ? Bộ không phải phải nói mà nhưng bộ có thể bồi. Thế này. Rồi anh chưa là có nghi lên một lần rồi. Đem tại cày tại đâu rồi phải không? Đúng rồi. Con đem vô cho bố. Giờ này thì ngày con lên thì có ngồi tại cày à? Tại vì con cứ nghĩ đâu là bố giờ bố già rồi. Bố già rồi. Bố già chết rồi. Bố về quê không? Đi không. Về đồng bằng ở. Chứ không có ở rừng núi sâu thẳm dày, lỡ khi đau bệnh rồi ai đưa bố đi. Đúng không? Đâu rồi. Đó. Bà này, bố năm nay là bao nhiêu tuổi rồi này bố còn nhớ không? Bảo năm nay trên bao nhiêu? 79. 79. 79 tuổi à? À. Wow. Trên đây không ai á bằng bảo cái tuổi đời á. Rồi, con biết rồi. Bởi vì này thấy không? Ừ. Bà không? Thấy không? Không. Các bạn biết không? Đó. Bố hai vợ chồng luôn. Người dân tộc Kê Tu. Ở đây rất là lâu rồi. Phải nói là 20 mấy năm rồi. 20 mấy năm phải không bố? Hay là mấy năm? Bao nhiêu năm? Bố nhớ không? 79 năm. 79 năm. Vua và Tam. Dạ con á, khi làm một đội chưa biết. Trời nó thay con. Là vua và Tam cái đất bà Tam lại làm trời hàng bộng cho con đó thay con. Dạ. 70 năm. 70 năm. Mà khi đánh giặc 30 tuổi là chưa lấy vợ, thấy không? Mà lấy vợ năm 69. À, năm 69 là lấy vợ. Lấy vợ. Con đầu là bị chết rồi. Con thứ hai là 30 con sống, thấy không? Con thứ hai, thứ ba còn sống. Con đầu chết. Con vậy là bố được 4 đứa hả? Sáu đứa. Ba gái, ba trai. Các bạn ơi, bây giờ mẹ, tất nhiên là vợ của bố đây, giờ bệnh nhiều quá, đi không nổi. Đó. Còn 7-8 năm về trước là Hữu Nghị vào đây đi rừng, đi núi và ghé nên nhà bố mẹ này thăm chơi rất là tồi, rất là tình cảm. Đó. Bố mẹ sống rất là tình cảm. Hữu Nghị, mấy anh em mà đi rừng ở trong khu vực đây á, cái đường 74 đây á, đi qua lưới á, là cái mỗi lần đi á, là cứ đem nhất là đem rượu và thức ăn
đó, gạo đó. À, mấy cái đó là chính, bởi vì bố đi bộ xa lắm, đi mất ra phải nửa buổi, đi bộ mà mất phải nửa ngày mới tới được cái đồng bằng á nha, còn mà tới nhà bố rồi, còn xa hơn nữa rồi, mấy chục cây số lần, nhưng mà bố mẹ đi 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 băng rừng. Mình băng cái đường nào gần bố? Rồi rừng đây hả? Rừng đường này là gần hơn. Đường nào? Đường này nè, cái đường mà núi xanh đó phải không? Ờ, núi xanh đó là gần hơn, là mình băng qua đây, đây là 2 tiếng chứ mấy. Ô trời, đi khoảng 2 tiếng là tới thôi hả? 2 tiếng tới rồi. Còn thấy gì? Đây cái khay đó, lên đây lên tên nội, nó xuống tại cái nhà ông anh tôi ra trên ông nội. Dạ. Rồi tại rồi khay là bay, tại rồi. Đó, các bạn thấy cái rừng xanh xanh, rừng già trên không? Đó. Đó là các bạn thấy này, cây to lắm. À, mà bố mẹ đi băng qua đây để về nhà bên kia là gọi là Hương Hữu. Hương Hữu á? À, Hương Hữu. Xa, xa dễ sợ. Bây giờ là bố ở đây chỉ có một thân một mình thôi. Thấy rất là tội cho bố. Tội lắm. Chứ răng, răng mà bị mọc hiện đại đi. Dạ? Răng mà bị mọc hiện đại đi. Máy móc hiện đại hả? À, à đơn giản thôi. À, cái cây này là đó, mình bỏ cho nó đứng dưới đất. Đứng dưới mình đặt, không cần cầm. À, à, nó đỡ mỏi tay. Mà thèn không được bò đâu. Dạ. Thèn nó tàn tặng, thèn không được bò. Đúng rồi. Mà chợ để sao? Thì lâu ngày lâu đại mà, cho nên tao không cho thăm bò. Xô, để con hớt móng tay cho. Hớt không? À, con cắt móng tay cho. Móng này à? Cắt hết luôn không thôi, để dơ quá. Sao mà dở? Để này nó đen thì lùi này. Ôi trời ơi, trời ơi. Cái đen đạo không phải là, không phải là một tài ở đen. Vô cái hình trời á, ngày có trời á, ngày nó mu như thế này. À, không nắng non, mà có khi á, nó nắng non, nó trời trời cho nó trăng tròn, thấy không? Cái này cái gì vậy? Cái cổi. Cái cổi. Ồ, bỏ xuống, con coi coi, bỏ xuống. Đây, các bạn thấy. À, cái này là cái cùi. Cái này gọi là cái gì bố Hà, con quên rồi. Cái gì? Cái cầu chứ, cái gì mà. Cái cùi. Cái cầu. Cái này gọi là... Cùi chứ, cái dặn cái cùi chứ. À, đây. Cái tròn chứ. Trắng cái cùi chứ. À, cái tròn là trắng cái cùi. Cái tròn con có nhớ rồi. Trắng đi không à? Không phải người cùi à? À, người cùi, tròn cùi, tròn cùi. À, hiểu. Ý bố á là... Có phải cái nào đi người gánh ấy. Dạ. Đó. Cái tròn cái cùi. À, bố nói cái này là cái tròn là cái cùi. Cái tròn cái cùi. Và khi bố đi thì lúc nào cũng có một cái rựa. Cái rựa để... Bởi vì rừng núi mà. Nó có nhiều cái chắc, mình cần sử dụng nó. Nó chắc cái đợt đó, phải không? Dạ. Tất nhiên là có sự cố gì những cái con ở đây trên rừng lên núi. Nên chi mình nói nhiều khi nó không hay. Trả lời chưa? Nên chi... Bao này có trả lời chưa? Dạ không. Không trả lời. Dạ họ... Nó nhìn thôi. Dạ nó nhìn thôi, nó không có trả lời được. À. Dạ. Còn đây cái món ăn của bố. Các bạn biết cụ này cụ gì không? Cụ này này. Cụ này gọi là cụ mì. Cụ sắn đó. Ở trên rừng gọi là cụ sắn. Đây là mồi của bố. Còn không có rượu. Mồi của bộ. Mồi gì vậy? Lấy mồi. Mồi cái nhầm ong nha. Trời ơi. Ngon quá. Ôi trời ơi. Thôi bên kia đấy. Nhầm đất ong. Không này. Đất không này. Đây, các bạn biết này. Đây là nhầm của con ong á. Mà nó dơ lắm. Mà bố nó để làm mồi đây. Làm mồi ăn cơm rồi nhậu đồ. Nhậu đó, nhậu rượu, không phải ăn cơm, nhậu rượu. Các bạn thử không? Có cần thử không? Đó, cái này là cái nhộng của con ong. Nha. Đó, làm ong giờ nó nát ra hết rồi này, còn nước này. Các bạn thấy nước này. Nước này. Bởi vì thấy bố sống ở đây rất là tội. Đó. Đơn giản thôi. Bây giờ cái cách sống của bố là chỉ có mấy củ mì. Củ mì đây. Ba củ, được ba củ. Vậy là ăn được ngày hả bố?
nuôi nuôi này cái con này nổi hàng chi con. Hàng chi mấy mấy chú cún con không có cái gì ăn ốm teo ốm tóp, tội ơi là tội, bố còn không có thức ăn huống chi là mấy chú cún. Thôi bỏ vô, bỏ vô về, chờ đi bỏ vô nha. Nghe ơi, dạ con đây sao tháo ra trời đặc ngủ đây này nào hết rồi ai mà nghĩ lại nó không có bà vợ để nó uống ăn cái bồi đó thôi phải không? Dạ tại vì con không biết bố còn ở đây nên chi con không có đem rượu đi, chứ nếu con biết thì con đem rượu đi rồi để mình làm nhâm nhi. Tuy là con uống không có được nhưng mà nhâm nhi với bố cái tình cái nghĩa. Anh nhanh mau đợi cho có gì có phải ăn uống cho nọ đi, không phải là ăn uống cho thầy đi, có phải không? Đó thằng em con á, cái đây cảm đó đồn cái má. Dạ. Gặp nhau còn thiện á, rồi như vậy à, còn thiện chứ cho nó giỏi có gì mối á. Dạ. Chào bố. Làm cái gì đó? Dạ đi lấy không à? Dạ đi lấy tổ ăn. Mà cái này chắc ít rồi, ít mật rồi. À, hai ba chai gì. Hết mùa. Giờ đi đâu vậy bố? À. À ha. Hát bài. Nó thấy mình rồi, mình không thấy nó. Nó hát bài không không thôi. Hát bài. Hát bài á. Hát bài gì đây? Bài là nà lại ông thôi. Ông nghe, ông còn nghe vậy đó. Anh hát cho hay đi, ông nghe, ông còn nghe đó. Có nghề đâu mà. Cá thị mà. Đám cá thị. Hello, hello. Nhất thế giới á. Đó, hết xăng rồi làm sao? Nhất thế giới. Ô chà, bỏ nước lạnh vô chạy à. Ông cái gì à? Cái to, cái cái to á, cái xô á. À cái xô á? Dạ, cái đó to lắm. Nó nằm ở đâu? Nằm tút ngoài ngoài khe này này, ngoài nhánh à, nhà nhỏ ngoài đây này. Mà tay ông kia nhỏ nhỏ quá. Không có ông chứ. Dạ, ông mới. Hết. Dưới kia là ông mới. Ông mới. Nhưng mà tổ này thì nó đỡ hơn. Tổ dưới kia được nửa lít. Thì tổ trên này được lít, lít rưỡi. Lít, lít rưỡi. Dạ. Cái nhộng không ăn á thì đưa cho bố ngay. Rồi, hồi nữa lấy xuống đây là để cho bố cái đó chứ tụi con đâu đem về làm cái gì. À, mà cả con không biết ăn. Mà biết ăn á thì uống rượu thôi, nhậu ngọt. Nó là xem bố bị đường. Để lại. Bố này, giờ này con, nếu mà bố bán cho con hai em này bao nhiêu tiền? Con mua để con về con cho nó ăn uống cho mập lên. Chọc họ. Phải chọc bố. Chọc của họ bên này đấy hả? Không. Chọc cô do con. À. Đây chọc họ. Kia chọc họ. Ốm quá, con thấy ốm quá tội. Đó. Ê này bố, cái cây dâu đất ở gần nhà bố đó còn không? Còn trái không? Cứ xả loan. Loan hả? Loan. Về hái cho con ít. Ừ. Con giờ con ở đây con quay cái tổ ong này cái đã. Ừ. Nha. Rồi. Bố cứ đi đi bố. Rồi. Bố về đi nha. Rồi. Thôi có bố đi hái trái dâu giùm con vì sát nhà bố mà. Có con. Cái đó là con nói rồi bố thấy rồi. Chứ ông tép lại một ngày trước. À. Mà con về hát. Thôi con không hát. Làm mà con không chịu. Chắc đi thì sao không biết. Ca sĩ cái gì bố ơi. Con ca lẻ. Ôi trời mưa rồi. Trời mưa rồi các bạn ơi. Đây các bạn biết cây này không ạ? À? Cây này là một vị thuốc này. Đấy. Người dân tộc người ta trồng đấy. Dân tộc Cơ Tu. Có mía nữa này. Mình vào xem cái trang trại của bố... người dân tộc Cơ Tu ở đây. À mới đẻ. Họ làm cái chòi hay nè.
bố nuôi gà rất là nhiều, dê nữa, ở đây cũng có nuôi dê luôn. Trời ơi, cái chòi của bố tội chưa. Wow, người ngủ chung với gà luôn rồi. Bà con nhìn này, người gà nó ngủ chung với người. Bố đi bố đóng cửa rồi, bây giờ mình đứng ngoài mình quay vô thôi. Thấy là rất là tội. Bởi vì mấy bố già ở đây nguy hiểm lắm. Lỡ bệnh hoạn là không ai lo. Tội. Các bạn thấy khe suối không? Các bạn thấy cá này. Cá nha, cá suối tự nhiên này. Ai tin mắt mới thấy được cá.